như thường lệ thì Trung sẽ lên một mớ siêu tầm gốc bonsai, siêu bông mình lại cho nên anh em siêu tầm nha. Đầu tiên thì nói chung là có gốc bự, gốc nhỏ nè, Trung bán sẽ là đồng giá 250 Trung bao ship ha. Những gốc nói chung là toàn là hình quái, hình thú cho anh em mình siêu tầm chơi Tết nha. Bên đây là siêu số bông Sài Gòn thì nó cái củ nó lâu hơn thì nó sẽ gốc bự hơn, tàn bự hơn ha. Siêu lo bông Sài Gòn thì có nhiều cây ghép liền cốt đây, gốc cũng cực kỳ vip nha. Rồi không để anh em chờ lâu nha, Trung sẽ lên cây luôn. Rồi anh em vô thì cho Trung xin một lượt thích, một lượt tha like, một lượt chia sẻ nha, để cho kênh càng ngày càng phát triển lên. Bên kia Trung còn cây dảo cúc chùm, bên đây còn cây dảo cánh tròn nha anh em. Anh em nào có lấy dảo cánh tròn thì lấy cúc chùm lấy ha, còn thứ cây. Chứ còn cây mây sắn, còn một cây hoa hồng thanh tú. Mọi thứ còn được con cây. Rồi anh em chờ Trung tí xíu, Trung chia sẻ like cái nha. Rồi chào anh Năm, anh Thạch nha. Anh em chờ chút xíu đi. Cái điện thoại của Trung, cái màn hình camera trước nó hơi mờ mờ ấy, nhưng camera sau thì rõ. Nên chút Trung quay, Trung sẽ quay camera sau cho anh em mình coi gốc ha. Cây của Trung thì Trung cũng bao chuẩn giá, chuẩn giống Sài Gòn là của chú Sáu ha. Còn bình lợi thì của anh Công, nói chung là bao anh em mình chuẩn giá luôn ha. Rồi cảm ơn Thạch Nam nha. Bao anh em mình chuẩn giống. Giờ giá thì Trung bán là lúc nào luôn 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 là đồng giá ha. Cứ 250 là Trung bao ship. Tất cả các loại cây nhỏ lớn bự tới bé gì đều một giá nha nè. Rồi không để anh em chờ lâu ha, Trung sẽ lên cây luôn. Rồi Trung chào 19 anh chị em xem ha. Rồi đầu tiên thì Trung có một cây siêu bông bình lại ha. Một cái gốc y như cái dạng con cốc y dạng con cốc ha. Ở trong gốc đẹp bình lợi thì bao nên phát triển cực kỳ khỏe ha. Rồi ok, chào anh chị Nguyễn nha. Đây đó, bình lợi thì bao gốc bao nói chung là bao nên phát triển ha. Đây anh em còn một đầu tiên là chung là một gốc con cốc nha. Đây ghép thì ok nha, cốc ha. Ở tàn chi anh em thấy không? Đó, bình lợi ghép ra là nó sẽ đi tàn chỉ đều luôn nha. Người ta cũng đã chỉnh sơ là chỉnh đều luôn. Cặp kẽm thì cặp, anh em mình ghép lên thì cặp kẽm thì cặp sơ gì nha. Cặp sơ trên định di kẽm thôi chứ không phải là quắn vô luôn nha. Tại vì cái cây còn phát triển và cây này thì những cây này đang ra cơ đọt ha. Đó là già lô mai này thì nhà vườn người ta mới bỏ phân ha. Cái lô mai trước thì chưa bỏ, nhưng lô năm mai này thì mới bỏ phân, vậy anh em khỏi đừng có bỏ phân nữa nha. Bỏ dư phân ha, đang ra đọt đang bỏ phân đây. Tại giá thì cứ 250 em bao ship anh. Đó, bao anh em chuẩn giá của chuẩn bình lợi của anh Công nha. Ở đây Trung có ghi cây này là cây số đầu tiên của Trung là mã số 21 ha. Là Trung ghi chữ bình lợi là chữ bào lòi tắt thôi. Hoành 7 phân, cao 17 ha. Tàn được tàn chi đều. Chỗ Trung thì đa số ghép một bo ha. Cây này thì hoành nó bự lắm, tại vì nó mắc quắn kẽm tùm lum tùm lai nè. Trên nói chung hoành 8-9 phân vậy. Nhưng mà quắn tùm lum gì nên Trung nhắm là 7 phân thôi. Nhắm 7 phân, đại 7 phân ha. Nhắm vô thì giết thôi chứ không có bao giờ cũng dư nha nè anh em, không bao giờ thiếu luôn nha. Rồi cây này là cây đầu tiên em ha, một con cốc ha. Em nào cứ thích thế này, cái thế này thì móc cắt ra nói chung là bao ok, phơi đẹp luôn rồi. Nè, quyền cốc ha. Cốc đẹp ha. Nè, đới còn nhiều lắm nha. Để quá trời đới ha. Rồi, cây này đầu tiên của em là mã 21 ha, là 250 em bao ship ha. Một cây thì em bán chỗ nào em gửi chỗ đó, anh em mình cứ gì để y chậu về chơi thôi, không cần phải thay ha. Rồi thêm một cây thứ hai cũng là con cốc ha. Con này cây này thì hồi xưa ta ghép giả Thủ Đức mà liền cốt nè. Liền cốt rồi bắt đầu ta lại ghép bình lại lên ha. Không chơi giảm đứt mình chơi lại ghép chỉ một bo một viết nè, nhưng mà anh em thấy cái đầu nó phát triển của nó không đó, anh em nào lấy bo lấy cái này về vài bữa nữa là tha hồ lấy bo luôn. Đây đó, tàn chi nói chung là chi nhiều lắm anh em, quá trời chi, mình cắt mình bỏ bớt nè chứ đừng để chi gì về nó rầm rào quá ha. Anh em thấy nó ra chi chèo nè, toàn là chi bình lợi không nha, không có cái chi rừng nha, bình lợi không nè ha. Đó mình, nhưng mà điều nó ra quy một cái cụm nói chung là bao anh em nhiều bo luôn á. Anh em về nó già cái lá là anh em cắt là quá ok luôn, lấy bo thoải mái ha. Rồi cây này cũng là một cây gốc cực kỳ già luôn ha. Nguyên con cũng là con cốc luôn. Đây gốc già khằng ha. Mã số 22, hoành 10 phân, cao được 26 ha. Cũng là 250 em bao ship nha. Cái này là mầm bình lợi không ha. Anh em không có mầm rừng nha. Một ghép một bo lên mà ra nó nhẹ nhảy chi quá trời nhảy luôn. Công nhận bình lợi này em nè, anh em thấy không? Này không? Chỉ là ghép một bo một duy nhất nữa ha. Một bo một duy nhất nữa ha. Bây giờ
Đó, bò một duy nhất ha. Bò này nhảy chi rồi nè ha. Bò nhảy chi là bao bao anh em chi nhiều luôn ha. Đó, con này thì nguyên một con cóc, nói chung là nhìn cũng đẹp lắm. Ok Thiện Văn. À, cây này cây mã số 22 nha. À, hoành 10 phân, cao 26 nha. À, bữa nay gọi anh Vương Minh, bữa nay chốt thêm gọi, bữa nay con được con đơn này, em đi em sửa xe em quên mất luôn. Sáng mai em gửi cho. Mai chiều mai sẵn cái đóng đơn hàng này em đóng luôn cho. À, em cũng quên mục tiêu rồi, để mai em đóng luôn cho. Rồi cây này là cây cây này thì còn bộ đế dưới nha anh em, đồ đế dưới nhiều lắm nha, tại chưa năng lên ha. Giò cẳng còn quá trời dưới nha. Nói chung là chưa họ không có năng lên á, tại vì cái nguyên gốc kia họ đẩy qua đẩy luôn qua họ ghép nè. Chứ chưa năng lên nha, còn dạng đế dưới cũng nhiều lắm nha. Rồi cây này là cây mã số 22 ha. À, cũng là cây bình lại ha. Dạ bữa nay em về hơi chảy anh, nói chung là bữa nay do xe cậu em vợ giường em làm giường luôn á. Nên giờ nó cũng hơi lên hơi chảy. Em lên thì lúc nào em cũng lên đúng giờ của em là 8 giờ rưỡi nha. Nhưng mà đều có bữa lên hơi hơi chạy chút. Ok, chào anh Văn Huỳnh nha. Bữa nay góc đẹp lắm nè anh Văn Huỳnh ơi. À, Thiện Văn. Rồi, Thiện Văn thì có số điện thoại rồi thì khỏi lên ha. Những anh em nào mà chung quân quên thì anh em lên số điện thoại giùm. Cho dễ như hôm qua bữa kia. Anh em có cái cây anh gì gọi lên em điện chưa được đây. Anh em nào mà thấy chung không gửi cây thì anh em báo nha, để chung điện chung nhắc chung chứ đâu nhiều khi chung điện không được cái nhiều đơn như bữa trước tới 30 mấy đơn chung bỏ qua luôn. Nên anh em mình thấy chẳng hạn như bữa nay chung gửi đúng không? Bữa nay chung gửi thì bữa nay chung like thì ngày mai chung sẽ gửi liền. Ngày mai mà chiều mai anh em thấy không có là anh em phải nhắc giùm chung ha. Nhưng mà ít trường hợp ít lắm. Còn những như Thiện Văn quen nè thì ngày mai em nhắn tin thôi. Nói chung là khách quen thì em có địa chỉ rồi, em chỉ nhắn tin thôi. Chụp hình góc lớn chọn góc lớn đẹp anh chung. À thì anh cứ lên góc nào được cái anh chốt lên anh báo cho em. Chứ giờ có góc nào đâu em tha không thấy góc nào. Nè ha, anh lấy con đại con cóc này đi. Cái lấy con này bự gì đấy chơi đi như nào anh góc ha. Nguyên con cóc nguyên cục chà bá luôn. Cái này thì tàn cành em bao mạnh luôn nè. Nó góc bự nó mạnh ghê ha. Anh lấy con góc này nè. Đó, cây dạo Thủ Đức mà người ta dám cắt ra ha, ghép liền cốt mà dám cắt ra ghép lại mà. Đó, cây này thì tàn chi anh diện lấy bo, cây này để đúng rồi anh em là lấy bo, cây này khoảng cỡ chừng 10 ngày nữa lấy bo thoải mái luôn á. Nói chung bo quá trời bo nha. Rồi, tới bình lại thì anh em thấy nó mạnh nha, nói chung là mạnh anh em ha. Đó, cái cây đọt bữa hôm là chung lai anh em là cái cũng cùng một lô này mà lô trước là nó mới lú ha. Mới lú bữa hôm này nó đã giọt cái này nè ha. Anh em thấy chưa? Nó màu giọt rồi chưa? Chốt cốc đi. Ok anh Văn Huỳnh nha. Rồi dạ. Rồi, chốt cốc cho anh Văn Huỳnh ha. Rồi cây này là cây mã số 23 nha, cũng là siêu bông bình lợi hoành 6 phân, cao 24 ha. Đó anh em thấy là nó ghép ra là nó sẽ đều luôn nha, nó lên chi đều luôn mình. Nói chung là cái này được sướng cái là mình khỏi phải phân chi phân tàn. Và bình lợi mình chăm sóc đúng đồng hoàng, lá nó bự nè. Lá chà bá chà bá chà bá không, nói chung là cái lá bự thì nó sẽ quang hợp mạnh hơn ha. Thì thường thường lá bự thì bữa nay trong vườn em nở có mấy cái bông 4 lớp cánh luôn, nhưng mà em không có cái gốc nó xấu quá, em không lấy gì. Chi bao anh em là bên bông mình lại là từ 3 lớp cánh cho lên nha. Ở không có cái nào dưới 2 lớp cánh đâu anh em khỏi lo luôn. Bao đây mà từ 3 lớp cánh cho lên. Rồi anh em chốt trên con hình kia đó. Nên bông mình lại thì cánh thẳng nha anh em, cánh thẳng nha. Nói chung là bình lại Sài Gòn ok, cái nào chơi cũng được hết. Bình Sài Gòn thì từ 2 lớp cánh tới 3 lớp cánh. Còn mình lại thì từ 3 lớp cánh tới 4 lớp cánh thôi. Bình lại với bông Sài Gòn hai bông thì nó là hơi nó nái như nhau, nhưng mà đều nhìn quan sát kỹ thì bình lại nó sẽ bự hơn Sài Gòn, nó sẽ thẳng cánh hơn Sài Gòn tí xíu. Ok luôn hình. Em bán thì tất cả là đều đồng giá 250 nha, bự nhỏ lớn bé tí gì cũng là một giá nha anh em. Nên chỗ chung thì nói chung là người ta like thì mỗi cây sẽ mỗi giá, góc đẹp thì giá khác, góc xấu giá khác. Còn chung thì bán thì nói chung là mỗi góc thì sẽ mà là mỗi giá ha. Mỗi góc đẹp góc xấu gì góc nào cũng là một giá nha. Mấy cái này thì người ta mở băng keo hết rồi nha anh em, nó liền có hết rồi. Sau này anh em về sẽ cắt xéo y như mấy cây Sài Gòn vậy này nha. Nghe chưa? Đây cắt xéo kiểu này nè ha. Cắt xéo cái này thì ok rồi. Bữa hôm chúng đi miền Tây mà chúng quên mua mớ lơ cưa về chia lại cho anh em, có ai không biết chỗ mua cắt. Mà đi dưới mà chúng bằng đi thì nhớ bằng về quên tiêu. Rồi cái này là cây mã số 23 cũng là bình lợi, cũng là 250 nha. Chi cành tàn tròn đều hết rồi, cái này anh em về cứ về chăm thôi. Rồi một cây này là cây góc nhỏ thôi nhưng mà đều góc thú ha. Đó, một cái có cái cành dược bay luôn thì mình xem chơi cái cây bay ha. Đây đấy ha, thú này thì ok rồi nè. Dược đây góc đẹp ha nè,
Đó, cây này là cây mã số 24 nha, hoành 6 phân cao 20 ha. Đó, người ta không có lặt nha, ta không có ngắt ngọn từ đây cho nó vượt luôn. Rồi cây này là cây mã số 24 ha, cũng là cây siêu bông bình lợi ha. Gốc thì nói chung là bao gốc này thì nhỏ ha, hoành chỉ có 6 phân thôi, cao 20. 20 làm đo chiều này ha, còn chiều này chiều bay này em không có đo. Đó, cây này thì anh em để đẩy về cắt bo. Ha, muốn chơi cành bay thì chơi. Rồi tới tiếp theo cây mã số 25. Đó, cây này thì gốc nhỏ thôi mà vỏ cong cao. Đây. Nhỏ xíu nha nè, gốc rất là nhỏ ha. Nhưng mà anh em thấy dàn đế nữa nè ha. Đó, dàn đế nó già, nó có cái móc câu ha. Móc câu cực kỳ phê luôn. Cong quẹo luôn ha. Đó, cành tàn thì đang ra đọt cơ ba rồi, nói chung là đang ra đều đọt hết ha. Đó, ra đều đọt hết rồi. Đó, ra là vậy thì anh em mình phải xịt sâu nha. Không mấy sâu nó chơi tê tu hết. Đó, cây mai dòng thứ mình chăm sóc không là do sâu bệnh nha em. Nếu sâu bệnh nó khỏe, nó không có sâu bệnh thì cây mai nó sẽ phát triển tốt thôi. Nói chung là mai rất là đơn giản như em thấy nè. Cái này có giò trước luôn nha em, chứ không phải giò trước này ha. Ở bên đây giò ha. À bên đây giò luôn ha. Có hai giò trước đầy đủ nha em. Thấy không? Có hai giò đầy đủ trước nha. Này hai giò nhỏ trước có ha. Còn già này là vàng thú ha. Cái này anh em nuôi lớn lên nó sẽ có một cái đầu cong về, người ta uống theo cái ớt luôn ha. Đó, uống cong lên vậy thì uống chữ ớt ngược ra. Nói chung là nhìn cái dáng cũng rất là xinh nha. Ok luôn, thấy không? Uống theo chữ ớt luôn ha. Rồi cây này là cây mã số 25 ha. Hoành chỉ có 5 phân thôi. 5 phân là nhỏ hơn Út em nha anh em. Út em 6 phân. Cao 2, cái này hình như có 4 phân chứ không tới 5 phân nữa. Tại em đo, chắc em đo chỗ này quá. 4 phân chứ không được 5 phân đâu. 5 phân là bằng tay ngón tay Út rồi. Hoành 4 cao 23 ha. Giá cũng là 250 em bao ship ha. Anh Trung chọn cho em một cái bình lại một bãi Sài Gòn. Anh lên anh chốt đi, được cái chỗ gì anh điện cho em anh Tăng. Anh lên anh coi được cái anh điện cho em. Bây giờ em biết con nào chọn, em biết anh thích kiểu nào, thích kiểu hình thú là thích kiểu nằm kiểu sao. Anh lên anh cứ chọn đây nè, bây giờ anh cứ chọn góc nào anh chốt góc máy đi, cái có gì mai anh điện em gửi cho. Ở Sài Gòn thì bự hơn nha. Nói như cây này anh em thấy nhỏ xíu không, nhưng mà đều gốc đi nơm dày, cành tàn cũng đang lú đang ra hết, đều cơ ra cơ hai cơ ba rồi, đang ra đọt ha. Tại vì mỗi người sẽ có mỗi cái kiểu dáng thích khác nhau đó. Ví dụ anh thích cây nào anh cảm thấy được cây đó mình kính mến mến ấy, anh có thể anh kêu em quay lại cho em sẽ quay kỹ cái đó cho mà nhìn cho nó kỹ ha. Chứ theo em thì em quay kiểu này thì anh em quá kỹ đúng không? Quay chi tiết từ từ cho anh em rồi. Rồi cây này là cây mã số 26 nha, cũng là siêu bông bình lợi. Hoành 6 phân cao 19 ha. Đó, hoành 6 phân thì bằng tay cái em nha. Nè. Đó, em bệt bá nha. Rồi, cành đọt non nó đang ra mướt hết rồi nha. Rồi là cũng là 250 em bao ship nha. Rồi, tới tiếp theo cây tiếp theo luôn ha. Cây tiếp theo là cây mã số 27 nha. Đây cây 27 ha. Cũng là cây siêu bông bình lợi, hoành 6 phân cao 25 ha. Đó, cây này thì cũng có đế thú. Nói chung chỗ em thì làm đế kiểu này không, chứ không có làm đế quấn nha. Làm kiểu dạng nằm thú thú vậy nè, thì anh em mình nuôi thời gian sau này nó bự lên á, thì nó sẽ đẹp hơn. Nói chung là chỉ còn mình làm quấn thì nó bự lên nó sẽ dính lại. Nên người ta làm sẽ càng dạng thưa, đế thưa cái này nè. Thì thời gian mình nuôi càng ngày càng có giá trị thôi. Rồi cây này thì tàn chi đều, nói chung chỗ em thì bao em bán thì em lựa như cái nào mà nó thật là mạnh, thật khỏe ha. Để cho anh em về còn lấy bo. Cái đuôi thì rất là đẹp ha, đuôi có cong quẹo luôn ha. Sau này mình nó lớn mình sẽ khi mà mạnh khỏe ok mình sẽ tỉa bớt cái rễ nhỏ, mình chừa những cái rễ cái để bự thôi. Mình giờ hoặc là mình có thể sắp những cái rễ này chia rồi lại sắp để ra đều ra. Rồi cây này là cây mã số 27 bình lợi, hoành 6 phân cao 25 luôn ha. Cũng là 250 em bao ship ha. Rồi tới cây tiếp theo là mã số 28 ha. Cúc chùm em còn có một cây nữa anh Vương Đắc. Em còn cây một duy nhất. Em còn cây cúc chùm, cây cúc chùm như cây gì ta? Cây với cây dạo cánh tròn, với cây mây sắn, với cây hoàng quý long, mọi thứ còn cây. Rồi cây này thì độ cong gắt nghe nè anh em, gắt đẹp ha. Độ cong gắt ha. Đó, đế nói chung là đế nhỏ thì thôi, nhưng mà mình cái đế mấy đế này thì em bao anh em mình nuôi bao lớn mà, nên lo gì. Mình nuôi chừng 1 2 năm lên cho bá rồi. Cái mã số 28 cũng là bình lợi ha. Hoành 5 phân cao 23 ha. Cũng là siêu bông bình lợi luôn. Bao anh em chuẩn giống nha, anh em về cứ lấy bo thoải mái. Rồi tới cây tiếp theo là cây mã số 29 ha. Đây cái 29 thì đới hơi bự tí xíu mà tàn thì hơi nhỏ ha. Đây đới ha. Đấy cho bá tàn nhỏ nhưng mà đều đột non đang ra hết nha nè. Đột non đang lú hết ha. Nên này, anh em khỏi lo ha. Lú ok hết rồi. Nói chung là muốn bự dễ mà. Tại từ cây người ta ghép một bo mà. Rồi cây này là cây mã số 29 hoành 6 phân cao 14 ha. Đó, bộ đế cũng khủng khiếp nha. Đó, tàn chi ha. Rồi cũng là bình lợi ha, cũng là 250 ha. Cho em xem cây cúc chùm. Rồi để em cho xem. Siêu bông bình lợi thì có luôn anh Tài, để em lấy cho.
em like cây bình lợi cuối cùng này, cái em lấy cây cúc chùm cho cái đâu rồi em quay qua tiếp tới Sài Gòn ha. Rồi còn một cây bình lợi cuối cùng nha. Cây bình lợi cuối cùng là một cây đế nôm. Hình thú đàng hoàng nha anh em. Đế nôm ha. Bình lợi. Rồi cây này là cây mã số 30 ha, hoành 5 văn cao 19 ha. Cũng là cây siêu bông bình lợi nha. Mấy cái mầm này là mầm rừng nha anh em. Vì mình lặt cho cái cây này nó khỏe rồi, nếu dù cái cây này mà chưa khỏe đó thì mình để mầm rừng cho nó nuôi gốc. Nhưng mà mấy cái cây này nó khỏe ra quang hợp được nước rồi thì mình lặt mầm rừng đi cho nó phát triển những cái chi này ra ha. Đó cho nó ra để ra mấy đòn ha. Đó mấy cây này thì mấy bữa nữa là đúng bung mấy đòn ra là anh em thấy giờ bá rồi, thấy chưa? Đang lú hết đòn rồi. Rồi cây này là cây bình lợi cuối cùng ha, là mã số 30, hoành 5 phân cao 19 ha, cũng là 250 em bao ship nha. Rồi tới cây cúc chùm ha. Đây cây cúc chùm cuối, cây cúc chùm ha. Đây anh em còn cây cúc chùm, nói chung là đấy gốc cũng bao đẹp luôn. Nè. Đó, gốc cũng dữ dằn luôn, đây gốc đây. Đó, cúc chùm ha. Đây bộ đới đẹp ha. Ở đây này đới vậy là quá ok chưa. Nè. Đó, cúc chùm thì ghép gần liền cốt rồi. Nè đới này ha. Chùm ha. Tàn chi đây ha. Tàn chi thì đều nha. À, cây cúc chùm này là cây mã số 33 ha. Hoành 6 phân cao 34. Cúc em để về cúc chùm. Cũng là 250 em bao ship ha. Rồi ok anh Đắc. Rồi, anh Vương Đắc thì cũng có số rồi ha. Vương Đắc thì khỏi cho số cũng được. Anh cũng quen mà. Anh em nào quen thì chung khỏi chứ khỏi lên số thì anh em khỏi lên được. Tại giờ lên trên số lên trên mạng nó chán lắm. Nó ẵn lên ẵn xuống. Còn anh em nào mà ví dụ lên số nó không hiện anh em có thể lẹ muốn lẹ đó, anh em có thể chốt xong cái anh em điện cho Trung. Điện cái số Trung để trên tiêu đài nha. Dạ rồi ok. Ok. Anh Đại Vương Đắc. Rồi. 250k. Rồi ok, em chốt cái cây mã số cây 33 cho. 33 là nó là B33 chứ không phải là C nha. ABC. Rồi. Bấm cho anh. Rồi tới siêu bông Sài Gòn ha. Anh em giờ chứ giờ là sao á. Cây siêu bông Sài Gòn đầu tiên của em là cây mã số 31 nha. À, cũng là 250 bao ship ha. Cái này thì rồi tới cây 32. Tới cây 33. Tới cây 34. Tới cây 35. Rồi tới cây 36. 37. Em lại từ từ ha. À, cây cúc chùm của em nay ra lá non chưa chú? Anh Vương Minh hả? Cái bữa hôm này lúc em bán là nó đang già cái này, nó đang già cái này này thì chắc nó cũng y dưới đang già dưới chứ nó chưa nó ấy đang già già mà. Rồi cây này là cây, để chú em xuống lấy lên cho coi. Cây này là cây mã số 31 ha. Cây siêu bông Sài Gòn hoành 9 phân cao 31 luôn nha. Đây tàn chi ha. Tàn chi đều ok nha. Nói chung là bông mấy cái này thì chơi bông rồi, nhưng em chơi bông mấy mùa rồi ha. Gốc cực kỳ già ha. Đây bộ ghép kéo đây. Đó, kéo kiểu xéo ha. Cắt xéo vậy là kéo ok. Rồi cây này là cây siêu bông Sài Gòn. Mã số 31 ha. Hoành 9 phân cao 31 luôn. Cũng là 250 em bao ship nha. Ok chút đây like xong em lấy cho coi. Rồi cây này là cây mã số 31 ha. Cũng 250 nè. Rồi tiếp theo tới cây mã số 32 ha. Cũng là cây siêu bông Sài Gòn. Mấy cái này thì người ta bấm cành tàn là hết rồi nha. Anh em giờ đang ra một chùm đọt đủ tùm lum vậy nha. Vì mình chia ra nha. Nói chung là vì anh em cứ để ý dựng được. Ok nè, đang ra cái đọt ha. Đang ra đọt đều ha. Cây này là cây này thì gốc nói chung là gốc đứng mà gốc nhìn cũng sắc xinh rất là xinh ha. Đây gốc bự ha. Gốc cho bá luôn, gốc này bự cho bá luôn. Anh em là về chơi gốc này là phơi rồi. Có cây này là cây mã số 32 nha, hoành 10 phân cao 25. Chỗ này thì nó xuống rễ rồi nha anh em. Rễ ok rồi ha. Cái này thì còn rễ nhỏ nè anh em, cái năm sau anh em muốn trồng cho đẹp anh em sẽ bẻ xuống nè. Bẻ mà rỉ xuống ha. Rỉ xuống như nó mắc cái đầu đây. Còn không rỉ thì sau này cái rễ này cũng lớn lên mà. Cũng là quá ok đúng không? Ở đế thì chà bá luôn. Ok anh Văn Huỳnh nha. Dạ. Rồi cây này là cây mã số 32 em chốt cho anh Văn Huỳnh ha. Gặp đơn giản ha. Anh Tấn Tài chốt 31. Ok anh cho 31 thì cho em xuống thoại luôn anh Tấn. Anh Tấn ơi.
Anh Tấn thì chưa số điện thoại, cho em số điện thoại đi. Còn anh Vương 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 Huynh thì anh có số điện thoại rồi. Cho em số điện thoại luôn anh Tấn. Anh cho lại cho một lần 5 số thôi, nó mới hiện chứ cho một lần 10 số là nó bị ăn đó. Cho em lần 5 số thôi. Anh Văn Huỳnh. Ok. Rồi em chốt cái 32 cho anh Văn Huỳnh ha. Rồi cái 31 cho anh Tấn ha. 32 đây. Rồi tới cây 31 đây. 31 cho anh Tấn ha. Ok anh Tấn cây. Anh trời. 0358955816. Rồi ok, 250 em bao ship nha, đồng giá nha. Bình Lợi cũng 250 mà Sài Gòn cũng là 250 ha. Em bán thì cứ một giá một đồng giá thôi. Rồi tới tiếp theo cây mã số 33 ha. Đây, mấy cây này thì anh em nói mình Bình Lợi này vài năm nó cũng, anh em chăm sóc 1 2 năm nó cũng tàn cành cũng tròn vo vậy nè. Anh em tàn cành không? Tàn cành chia đi đều dân hết rồi nha. Ok, cây này là cây mã số 33 cũng là siêu bông Sài Gòn ha. Hoành 8 phân cao 30. Đó, ghép cây này thì gần liền cốt rồi nha anh em. Tí xíu nó liền nè ha. Ở gần liền cốt ha. Tàn chi thì dáng nói chung là ok hết rồi. Dày gì cứ dày gì chăm thôi. Cây này là cây mã số 33 ha, cũng là cây siêu bông Sài Gòn. Giá cũng vẫn là 250 em bao ship nha. Hoành được cây này thì gốc hơi nhỏ hơn hoành chỉ có 8 phân cao 30 thôi. Anh Tăng. Ok anh Tăng. Rồi em chốt cho anh Tăng Bùi. Cho em số điện thoại luôn anh Tăng. Anh Tăng chốt trước anh Vương Đắc với anh Phát rồi. Anh Phát anh Tăng chốt trước. Rồi em chốt cho anh Tăng ha. Còn nhiều cái đẹp lắm anh. Nói chung là từ từ còn nhiều cái đẹp. Em bấm vô anh Tăng đấy. Anh Tăng cho em số điện thoại luôn anh Tăng. Không chín bảy tám. Giờ có nhiều trường hợp á, là như cái máy của anh em mình ha, máy như cái máy của anh em mình thì có thể là như anh chẳng hạn như anh Phát đi, anh Phát anh chốt đi thì trong máy của anh á, comment của anh á, thì nó sẽ của anh trước của anh Tăng, như trong máy của em á, thì của anh Tăng trước, nên em dựa theo cái máy của em ha. Nói chung là có sơ sót gì thì anh em mình cũng thông cảm giùm, em chỉ dựa theo cái máy chính của em đang coi thôi ha. Là cho nó sẽ công bằng. Đó là em rồi lên đây là anh em mình tất cả đều thấy, nên anh Tăng nằm trước là em sẽ báo vậy là chốt cho anh Tăng. Đó, vậy nó mới là vậy là gọi là công bằng vui vẻ nha. Chứ anh em cứ nghĩ đi, nhà vườn bán cho ai cũng gọi là bán đúng không? Nhưng mình phải làm sao cho anh em mình mua cũng được thì cũng vui, mà mua không được cũng là cũng vui nha. 0978738 738024. Ok rồi, em chốt cái cây mã số 33 cho anh Tăng ha. Anh em mình ai mua được thì cũng vui, mà mua không được cái đó thì cũng gọi là vui. Nên em bán thì nói chung là vui là chính này nè. Quan trọng là vui thôi. Chứ bán thì trên live thì khách nào cũng là khách, nên em cũng sẽ không có phân biệt là khách lạ, khách quen nha. Tại có nhiều anh em hôm sau mấy ông lạ lên là đẩy số điện thoại, mà mấy ông quen lên khỏi, mấy ông quen là khỏi lấy số điện thoại, còn mấy anh lạ là có đẩy số điện thoại, vậy nó sẽ không công bằng. Nhưng anh em cứ yên tâm, anh em nào mà lạ thì anh em chỉ để chữ chốt thôi, chốt lên thì nó hiện trước là chung chắc ăn là chung sẽ chừa cái đó lại cho anh em. Từ anh em lên số thoại hoặc điện cho em thôi, chứ anh em không có sợ gì mà anh kia để chữ chốt cái ông chung kêu khỏi lên số thoại là vậy nó không công bằng. Em dám bảo đảm anh công bằng 100% luôn. Đó, tại vì anh chỉ là em chỉ nói là khỏi lên số thoại, em biết số thoại anh thôi, chứ nếu mà anh để chữ chốt số trước anh là anh vẫn được mà. Nên ai để chữ chốt thì vẫn là ok nghe. Nên anh em vẫn là công bằng nha, nên anh em khỏi lo đi. Kênh em là gọi là kênh vui vẻ mà. Bên Zalo em là cái kênh chia sẻ đam mê mà. Cái nhóm á. Rồi tiếp theo nha. Nói Sài Gòn thì những gốc hồi xưa bây giờ nó cỡ này không nha nè. Đấy còn phê nhìn phê tê tê không, tại bấm hết cành tàn tròn ha. Đó, mấy cây này thì đã chơi như Tết được 2 mùa rồi nha. Đó, năm nay là năm thứ 3. Rồi cây này là cây mã số. Em nghe Nam ơi. Rồi ok. Rồi em chốt cho Nam cây này ha. Chốt cho Nam cây mã số 34. Rồi anh tắt máy đi. Tắt máy đi mai em gửi. Mai có địa chỉ à.
năm chút trước rồi nha. Nè. Anh Nam ở trên đây tên gì ta? Anh trên đây tên gì? Anh đi chốt cũng được nha. Em biết anh mà. Anh từ nãy giờ anh lên mà anh không comment nè, nên đâu biết anh Nam đâu. Ok, chào anh Trí Nguyễn nha. Rồi ok, em chốt cho anh Nam cái này ha. Em ghi chữ gọi chứ không ghi chữ gọi, may mà không biết đâu đường nên mò. Gọi ha. Đó, chữ gọi là biết. Anh em mà gọi là gọi bên số thường là chúng ta chữ gọi. Còn bên Zalo chúng ghi chữ Zalo. Đó, để mai chúng tìm cho nó dễ ha. Mai tìm điện thoại. Rồi tới tiếp theo cây mã số 35 nha. Bộ ở đây gần trong á. Đây Sài Gòn em thì bữa nay gốc toàn là gốc một em vũ nữ dựa lưng. Nay có gì lạ không anh? À chứ Nguyễn bữa nay thì không có lạ chứ Nguyễn. Em chỉ còn có anh có dạo cánh tròn chưa? Em còn có cái dạo cánh tròn hình thú nè. Dạo cánh tròn là lạ nè. Hình như là anh có dạo cánh tròn rồi không ta? Em còn cái dạo cánh tròn nè. Okay, có gì là lạ thôi chứ không có gì hết. Bữa nay toàn là Sài Gòn với Bình Lợi thôi. Rồi, một em dựa hình ha. Em ngồi giống như người ngồi dựa cho. Giống như người ngồi dựa ha. Bắp tay bắp chân đầy đủ nè. Tại anh em hôn là người dựa ha. Ở góc thì già lú cú xí luôn. Góc này thì anh em nào thích chơi những góc mà xù xù thì góc này tương lai sẽ dễ bị xù ha. Tất cả là đều 250 em bao ship á anh Kiệt ơi. Rồi. Bao ship, bao khỏe, bao sống ha. Cây này là cây mã số 35 nha. Hoành được 10 phân, cao được 32 luôn. Tàn chí thì đều nha anh em, tàn chí đều vắng hết rồi nha. Ở đây. Đó, tròn do ha. Đó, góc một người nói chung là góc này nhìn kiểu này là ok luôn. Rồi. Rồi ok anh Văn Huỳnh nha. Em gặp đơn cho anh luôn. Đó, đọt non rồi đang ra mướn mướt hết rồi nha. Anh Văn Huỳnh mấy cái cây mà chậu xấu xấu vậy nè, đất xấu này gì anh trồng nhiều á. Anh về anh thay luôn nha anh Văn Huỳnh. Nhưng mấy cây chậu mới này thì anh khỏi thay ha. Còn mấy cây này thì anh về anh đợi cho hết cái lá già này anh thay luôn giùm em. Người ta cũng đang đợi sơ dừa, nói chung là bây giờ anh em mình chăm sóc sơ dừa anh em mình nên cẩn thận tí xíu nha. Hiện sơ dừa bây giờ thì sơ dừa em chốt ok anh Trí Nguyễn. Em rồi em chốt kìa. Hiện bây giờ sơ dừa là đang bị mặn rất là nhiều nha anh em miền Tây thì mặn nay trước Tết tới nay rồi. Nên sơ dừa có nhiều chỗ rất là mặn nha, nên anh em nếu mua sơ dừa thì mua những cái chỗ nào mà họ xay không có nước á, gọi là xay khô luôn á. Anh em mà còn hoặc là anh em muốn chắc ăn á, anh em mua bao dừa về. Anh em lấy cái tay bóc bỏ vô họng luôn. Nói chung là không có độc đâu, sợ sơ dừa cái vỏ sơ dừa người ta có nhiều người ta lấy ta cắn ra ta xé ra được mà, nên không có độc đâu sợ. Anh em cứ lấy bỏ vô họng chấp thử ha. Nếu mà cây nào mà mặn thì anh em bỏ ra đi. Mặn trồng cây là nó cui nha anh em. Nên nhà vườn họ trồng cây, anh em có tin không, nhà vườn ở đây trồng, người ta trồng cây mà người ta thay số lượng một lần là phải cả trăm bao sơ dừa đó. Nhưng mà đều người ta phải thử một lô đó. Một lô đó ít nhất ta phải thử được 10 là 10 bao. Đó, ta bốc bên đây bao, bên kia bao, bên nọ bao, ta thử được 10 bao thì người ta mới dám chọn sơ dừa ta trồng nha. Chứ nếu mà quyên anh em chăm sóc có giỏi cỡ nào giỏi nhưng mà bị sơ dừa mặn rồi là coi như bó tay. Đó, là khỏi cứu đi, nó cui cui lại quyên cả năm trời luôn. Anh em không làm sao được hết. Ngâm nước ngọt. Nói chung là cũng sơ dừa không biết em thì từ xưa giờ như trồng một vài cây thì ngâm được anh, còn nhà vườn họ trồng số nhiều đâu ngâm được. Em nghĩ giờ là nó khi mà có nước mặn rồi thì hầu như là nó cũng đã thấm vô rồi. Nếu mà anh em chắc ăn thì anh em nên ngâm nước mặn nước ngọt đi, ngâm nước ngọt đi thì anh em xả vài bát nước đi cho nó chắc cũng được, cho chắc ăn đúng không? Anh em trồng ít thì số lượng vậy. Nhưng mà theo cố ý của em á, anh em có nào có tin không, cái sơ dừa mà anh em ngâm rồi đó, anh em đem trồng nó sẽ không có tốt bằng sơ dừa anh em chưa ngâm. Đó thì đó là cái kinh nghiệm của em thôi. Chứ mình trồng mai trong chậu thì đa số phân thuốc do mình cho nó ăn thôi chứ đâu có liên quan tới sơ dừa đâu. Nhưng mà em cảm thấy trồng sơ dừa mà không ngâm nó là tốt hơn sơ dừa mình đã ngâm rồi. Đó, cái đó thì em không biết nha. Hai cây phía trước là gì vậy anh? Hai cây phía trước mấy cái đó mấy cái Sài Gòn em chốt rồi á. Mấy cái Sài Gòn mà. Phía trước mặt em là mấy cái Sài Gòn, còn phía trước đây là cũng Sài Gòn luôn. Bữa nay em Sài Gòn nhiều không? Em không có em chỉ có sai là Sài Gòn và Bình Lợi thôi. Rồi tới cây Sài Gòn tiếp theo ha. Sài Gòn tiếp theo, cây này gốc thì bôi do nhỏ thôi, mà cành cũng do nhỏ thôi, nhưng mà được có cái gốc quái ha, không ngâm nó nóng, không ngâm nó nóng. Nói chung là về nhà vườn thì mình trồng ít thì mình cứ trộn xong rồi mình vô bao mình bỏ vào trời á, bỏ vào trời cho nó hả hơi đi, rồi mình trồng sẽ lâu kê hơn. Luôn cả nhà vườn mà họ trồng số lượng nhiều cũng vậy, người ta đa số người ta bỏ vô bao trước, người ta ngâm đó, người ta để qua trời trước. Đó, còn
Nếu không là mình trồng xong mình mà trồng xong mình cũng phải xả nước lên cho nó đẫm nè, xả đẫm lên cho nó liền liếp hết mấy cái lỗ mà. Mình trồng cái đất thì mình có thể kỹ cũng được, nói chung là mình ngâm sơ cũng được. Ngâm sơ rồi mình trồng cũng ok mà. Đó, nên anh em nên cẩn thận cái vụ đó nha. Đây nhiều anh em thôi về tới nhà cái trồng mai nó cui cui cũng khổ. Rồi cây này là cây mã số 36 nha, hoành 8 phân, cao 27, cũng là cây siêu bông Sài Gòn ha. Đó, cũng là 250 bao ship ha. À, sơ dừa trộn lần mình tốt không mình. À, 29 ok anh Thanh. Rồi anh... cây 29 nè. Anh chốt cây 29 là bình lợi phải không? Anh chốt mình là còn cây này là cây 36 nha. Rồi ok anh cho em xuống thoại luôn. Cây 29 là bình lợi, thấy không? Đây, cây mã số 29 nè ha. Bình lợi ha. Siêu bông bình lợi. À, anh cho em xuống thoại luôn anh Thanh này. À, sơ dừa trộn trồng lan Ninh Bình tốt không anh? Trồng lan Ninh Bình hả? Là sao? Sơ dừa trộn lẳng thì trồng lẳng là sao? Cái chữ mà loại an n y nhờ cái chữ này em anh không có dấu em đọc không ra. À, trộn lăng à, cái nói chung là cái giá thải thì không có trộn được cái gì hết anh, chứ giá thải bất cứ giá thải trồng cây thì không có trộn được loại phân gì hết. Tại khi cây mai mình sang ra chậu mình bấm cành tàn là mình đã bấm rễ rồi, thì cái rễ nó đã bị tổn thương. Khi mà tổn thương mình để vô chậu mà nó có phân trong chậu luôn thì nó sẽ bị sót rễ, và cái rễ đó có thể nó sẽ bị không kéo được mặt rễ, nó sẽ tổn hại cái rễ. Nên trồng lan thì trồng cây thì nói chung là tốt nhất là cái phân đừng nên trộn bất cứ cái gì anh, luôn cả không được trộn cái chấu đen luôn. À, không trộn chấu đen luôn, anh chỉ trộn 50% dừa, 50% sơ dừa, 50% tấu thôi là ok rồi. Nếu anh em nào mà cẩn thận thì có thể trộn thêm 10% cát nữa. À, đất mà đây gọi là đất đen miền Tây á, hoặc là những cái đất mà đất ruộng mà nó dọp dọp lên á, anh em gỡ đất đó, hoặc là đất cất trùng. Đất cất trùng anh em cũng là dễ kiếm nhất. Anh em cái đất cất trùng hoặc là đất gửi cái đất gọc cùng mối. Anh em đập nhuyễn ra, phơi. Đó, phơi cho kỹ nha, đất thì phải phơi cho kỹ, đất thì trồng với vô mai thì cây thì nó rất là tốt rồi, trồng thêm 10% thì trồng cực kỳ khỏe, cực kỳ tốt rồi, nhưng mà mình phải phơi cho kỹ. Phơi cho nó khô. Đó, đập ra nhuyễn ra rồi phơi cho khô. Rồi mình đem trộn vô. Thì sẽ ok. Chứ đừng có nghĩ là mình lấy đất khô rồi mình đập ra nó khô rang, nó bụi bặm không mà phơi gì nữa đúng không? Nhưng anh em phải phơi, phơi nó mới chết được vi khuẩn nha. Rồi ok, anh cho em số điện thoại luôn anh Văn Thanh. Rồi cây này là cây mã số 36 nha. Rồi tới cây tiếp theo là cây mã số 37 ha. Anh có lần hồi. Không anh hồi hồi đẹp thì em không hỏi. Nói chung em cũng có kìa mà em giờ em bỏ nó làm linh lắng hết. Cây này là cây mã số 37 nha nè. Một cái gốc nhỏ nhỏ thôi ha, xinh xinh thôi. Nhưng mà đều giò cẳng, đầu quéo tay quéo chân là nói chung là đầy đủ ha. Tành cành tàn thì bao ok luôn nha. Đó, cũng là 250 bao ship nha. Cây mã số 37 này thì hoành được có 6 phân, cao 30 nha. Cũng là cây siêu bông Sài Gòn ha. Ở về có cái bông đi test sẵn luôn. Đây, cây siêu bông Sài Gòn ha. Một cái gốc nói chung là nhìn gốc rất là cũng rất là phê nha, y như con ngựa trời luôn. Nhìn lên số điện thoại rồi. Anh lên phải lên một lần 5 số thôi anh Văn anh Thanh ơi. Anh lên lần 5 số nó mới hiện, anh lên lần 10 số là nó không hiện nữa ha. Anh lên lần 5 số như anh Tăng Bùi nè, một lần 5 số thôi. Nói chung là YouTube giờ nó cũng chán lắm. Anh em lên một lần 10 số liên tiếp là nó đứng liền à. Đó, anh mình lên chỉ lần một lần chỉ 5 số thôi. Lên hai lần là nó sẽ hiện luôn. Anh lên là giùm em ấy, lên lần 5 số thôi. Rồi cây này là cây mã số 37 nha, cũng là cây siêu bông Sài Gòn ha. Cũng là giá 250 em bao ship nha. Rồi chờ em tí xíu giờ gọi mấy cây kia. Đó, giờ lên giờ mới hiện ra. Nói chung là Sài Gòn. YouTube nó chán. 38 nè. Tới cho 39 nè. Tới cho 40 nè. Tới cho 41 nè. Rồi. Rồi hồi nãy giờ là em bán Sài Gòn. Ok anh Hiền TV. Anh Hiền TV thì có số điện thoại rồi. Anh Hiền TV là 2 ok anh Hiền TV nha. Anh rồi Hiền TV nè. Anh Hiền TV là phải anh Hiền TV bơm chút cây em. Chứ phải bơm phải chút cây phải không? À, anh Hiền TV lên lại cho em số điện thoại luôn cho nó chắc đi.
để không hôm mai lộn anh Hiền TV khác nữa. Đúng anh Hiền TV không chút cây em không, tại vì cái tên nó lạ đó, thì cái tên anh nó không giống tên, nói chung là nó khác với cái tên anh em, thì chung nhiều như một lần lên là chung sẽ nhớ thôi, nhưng mà không biết phải anh Hiền đó không, phải anh Hiền TV không, anh chị đây chứ ok cũng được, ok là đúng rồi. À, có gì mai anh nhắc lại em ha, em bấm luôn cho anh nha, chốt cây 30 ok anh, rồi đúng, em bấm luôn cho anh ha. Đó, vậy là dễ. 37 ha, 37 phan trầm xíu, 37 nằm đâu à? Rồi cây 37, cây nhỏ nhỏ hình thú ha, siêu bông Sài Gòn. Rồi em thấy số điện thoại của anh dạy rồi, ok anh, rồi cảm ơn anh. Em thấy số điện thoại của anh Văn Thanh luôn à. Rồi cảm ơn Văn Thanh nha, anh Văn Thanh 0919515058. Rồi ok em chốt cái cây mã số 29 siêu bông Bình Lợi cho anh ha. Ở nhỏ nhỏ thôi mà gốc có vỏ cao. Rồi cây này thì bấm vô rải thôi, chứ cái tàn nó nhỏ quá nên không bấm được. Anh em mình trồng mai thì vừa lú ra nên xịt sâu nha. Dù nó già cỡ đầu thì hiện bây giờ anh em có tin không, nhà vườn bây giờ người ta trồng từ xưa tới giờ, từ hồi đầu năm tới giờ chưa có ai chưa có bỏ phân luôn nha. Hồi chị tứ Atonis thôi. Anh em mình nên nhớ cái Atonis là nó cái dạng như là kích thích rải cho ra rải ha. Người ta tứ 2-3 lần Atonis xong rồi người ta mới tứ N3M, lại gọi là dưỡng rải. Khi mà đã kích rải ra đầy đủ rồi, bắt đầu dưỡng rải cho ngon lành đàng hoàng rồi họ mới bón đạm nha. Chứ anh em đừng có dội mà mới cắt thành tàn xong mới ra cái lo bón đạm. Anh em bón kiểu đó thì có nhiều cây nó sẽ vượt hơn, nó sẽ tốt hơn người ta đó. Nhưng mà khi mà vô mùa mưa anh em người nói sẽ thua người ta nha. Nên mình cứ từ từ thôi. Rồi hồi nãy giờ là em bán cây có tàn, giờ bán cây không tàn nha. Đó cây cũng là siêu bông Sài Gòn đó. Nhưng mà giờ em bán gốc. Mấy gốc này cho anh em về sưu tầm gốc đồ chơi ha. Tàn chi thì qua cũng ok, nhỏ nhỏ thôi, mini thôi. Mình đều được cái gốc đẹp ha. Cây này là cây mã số 38 hoành 6 phân cao 19 ha. Cũng là cây siêu bông Sài Gòn ha. Bên giờ bán gốc nha em, gốc ha. Là cũng 250 bao ship nha. Anh Mai Nguyễn chốt, ok anh Mai Nguyễn, từ nãy giờ anh mới chốt. Rồi em chốt cho anh Mai Nguyễn nha. Giờ anh mới coi đây, anh Mai Nguyễn. Em có chân dài nên cô cho anh. Chân dài thì bữa hổm em bán một mới chân dài, bây giờ nhà vườn không hết anh, hết chân dài rồi. Giờ người ta đang làm, người ta chưa ghép, nói chung là chân dài trồng 2-3 năm trời nó mới phát triển, rồi người ta mới ghép lơ vô. Tại trồng chân dài thì mình nuôi bộ rải rất là lâu đó, nên chắc có về thải là cuối năm nay em sẽ bán chân dài. Rồi tới tiếp theo cây mã số tiếp theo ha, cũng là cây bán gốc thôi nha. Mấy cây này em bán gốc không à, anh em nào cái này thì anh em về cứ chăm thôi. Cây này là cây mã số 29 ha, cũng là cây siêu bông Sài Gòn. Đây đế gốc thì cũng quá ok luôn ha. Hoành thì được 8 phân, cao 22 ha. Chi cành tàn nhỏ nhỏ nhưng mà điều người ta làm chi cành tàn cũng tròn, không phải là nhỏ đâu, mình ta bấm hết rồi nè. Nói chung là bấm hết là rồi. Bộ ghép tận cắt kéo cũng đang cái nhựa ok rồi ha. Rồi cây này là cây mã số 2039 nha, hoành 8 phân, cao 22 luôn. Cũng là 250 em bao ship ha. Rồi, đây đới thì nôm ha. Rồi tới cây tiếp theo luôn. Cũng là cây mã số 40, cũng là siêu bông Sài Gòn luôn ha. Đây cây này thì hoành hơi nhỏ thôi, hoành nhỏ xíu ha, nhiều đế nè. Rồi hoành chỉ có 5 phân thôi, cao 20 ha. Cành tàn thì cũng nói chung là cũng là cắt xéo rồi nha em. Mấy cây này thì mới ghép ha, mới ghép, nói chung là ghép trước Bình Lợi á. Nhưng mà Sài Gòn thì nó phát triển lâu chậm hơn Bình Lợi một chút, nên cành tàn như vậy. Nhưng mà đều anh em cứ để ý đi, những cây như vậy nè, khi mình xuống mưa một cái là nó phát triển lẹ lắm đó, nên mình cứ chăm thoải mái đi ha, không có lo gì hết. Cây này cây mã số 40 ha, cũng là 250 em bao ship ha. Rồi tới tiếp theo cây mã số 41 ha. 41 đó, đây cũng là cây siêu bông Sài Gòn ha. Đấy thì cô mini thôi, mini mà đều lực nha em, để lực ha. Hoành được 6 phân, cao 16 ha, cũng là 250 em bao ship nha. Đó, nhỏ mà cũng bằng giá nha em. Rồi tới cây tiếp theo ha, tiếp theo là mã số 42 ha. Cây mới em mới quay là 41 không ta, em quay em mới nói giá mà em quên tiêu, em quên nói số quên tiêu.
đúng rồi, 41. Rồi cây này là cây mạ số 42 nha. 42. 42 thì bộ đế nói chung là đế bự ha. Anh em thấy bộ đế chưa? Đó, cành tàn thì ghép lâu rồi nhưng mà đều bấm sâu luôn ha. Bấm sâu đang ra lùm chùm từ ly hết. Đó, chưa tỉa là ha. Đó, cây này thì giờ cho nó, nói chung là mấy cây này là do người ta nhà vườn chưa vô phân nha anh em. Chưa vô phân ha. Anh em về cứ đợi lá già này khi mà nó vừa lú đột non ra cái mình sẽ vô phân đạm được rồi. Mấy cây này thì vô đạm được ok rồi. Ở ghép thì gần là kéo đang kéo nhựa ha. Đó, cũng là cây siêu bông Sài Gòn nha. Cũng là 250 bao ship ha. Rồi em hết cây này để em quay lại giờ mình lại cho. Này chỉ có nhiêu đó thôi. À, có em nè. Rồi để chờ một xíu ha. Em có chừa cho anh Mai Nguyễn, Mai Nguyễn một cây bình lợi và một cây Sài Gòn rồi nha anh Mai Nguyễn ơi. Mai em gửi đi. Rồi, à, cây bình lợi đầu tiên của em ha. Em lai lại từ đầu đó ha. Cây bình lợi đầu tiên của em đi. Đây. Anh em thấy bình lợi ghép xuống không? Phơi đi đã ha. Cây này là cây đầu tiên của em ha, bình lợi ha. Bình lợi đây, đế cũng nói chung là đế cũng đẹp nha. Đế này khỏi phải chơi đây. Này không? Nó tàn chi ha. Đây, gốc thì quá ok đúng không? Quan trọng là tàn chi rất là đẹp luôn ha. À, hạnh cao chốt 42. Ok anh Hạnh Cao. Hạnh Cao cho em số điện thoại luôn anh Hạnh. Rồi cây này là cây siêu bông bình lợi ha. À, mã 23. Hoành 6 phân cao được 24 ha. Đó, mấy cái này là người ta gỡ băng keo rồi. Sau này anh em sẽ cắt xéo như cây bê Sài Gòn chung với nha. Cắt xéo kiểu này nè ha. À, cắt xéo cái này để lấy cây 42 của Hạnh lên em báo luôn cho. Em cho anh em coi ha. Đây nè. Ví dụ mình cắt xéo ha. Đây mình cắt xéo kiểu này nè, nó sẽ liền cái này ha. Cây này thì cắt lâu rồi, mình không phân biệt được. Mở cây mới nè. Đây cắt xéo cái này, anh em thấy không? Đó, cái bò tí xíu mà họ cắt xéo này nha. Quay lấy mấy nét lại, à, chưa? Đó, anh em cắt xéo kiểu này nó sẽ dồn nhựa, nó rất là mau liền cốt ha. Mà cây mai khi mà nó liền cốt rồi, anh em thấy cái độ phát triển nó, anh em thấy nó lẹ lắm. Bao anh em cực kỳ lẹ. Nên bây giờ người ta chỉ gỡ băng keo thôi, người ta cho mạnh khỏe rồi. Đó, dài bữa người ta mới mở kẽm, người ta cắt nha anh em. Từ cắt nha. Cái này, mấy cây này thì bước qua tháng 4 là anh em cắt là ok nè ha. Đó, người ta nhà vườn em thì ghép sát lại luôn, không có để quầy khúc đơ quầy để chỗ này, chừa một khúc này thì anh em mình sẽ kéo ngay đây ha. Đó, sẽ cắt xéo đây ha, cắt xéo đây xuống là sẽ nó sẽ liền ra ha. Đây chị nè, tàn chi ha. Đó, cây này là cây mã số 42 nè, hoành 9 phân cao 25 ha. Cũng là 250 bao ship ha. Nó chi cành tàn tròn này nha. Nè, tròn gió cành tàn ha. Đây tàn lên ha. Đây tròn ha. Đó. Cắt con xuống rồi nha. Nè. Cành tàn tròn nha. Đó, cũng là cây siêu bông mình lại ha. Nè, đi chơi ủa đi, xin lỗi Sài Gòn nha. Nè chị em còn cây Sài Gòn này cũng đẹp lắm nè. Còn cây Sài Gòn này cũng ok nè. Em không thích cái đó lấy cái này nè. Đó, cây này đấy cũng cực kỳ VIP luôn nè. Đấy đẹp ha, tàn chi cái này thì cao hơn, đẹp hơn. À, cũng là cây này là cây siêu bông Sài Gòn mã số 36 nha, hoành 8 phân cao 27 nè. Theo em lấy cây này đẹp hơn nè. Đó, cây này nó được cái hình nó gốc quái lắm nè. Đó, gốc đúng rồi, đúng chuẩn quái luôn ha. Cây này thì đẹp hơn cái đó đó. Yeah. Cũng là siêu bông Sài Gòn ha. Nói chung là đọt non đang lú hết rồi. Nè anh em khỏi lo, anh khỏi lo, chị khỏi lo ha. Nè không? Đang lú đọt non hết rồi. Đó nè, lú đều hết rồi nha. Nè. Nó lú đọt non đều hết rồi. Đó. Cây này lấy cây này đẹp hơn này. Cây này là cây mã số 36 nha. Rồi tới cây tiếp theo của cây bình lợi ha, là cây mã số 24 ha. Đó, cây bình lợi, siêu bông bình lợi nha. Đó, cũng là 250 bao ship nha. Rồi tới cây mã số 20. Ừ, em còn đây cây Sài Gòn nè. Cây Sài Gòn mã số 43 này. Ở đây cây này là cây mã số 43 nha Sài Gòn nha. Đây cành tàn chi ha. Đó, hoành được 10 phân cao được 35 ha. Cũng là cây Sài Gòn nè. Rồi tới cây tiếp theo là cây mã số 23 ha. Nãy mới lai là cây mấy? Cây này là cây 24 nha. Bây giờ quay là cây 23 ha. Cây 23 này thì đế nhỏ thôi, như anh em thấy đế nè. Đó, nhỏ mà vỏ cong cao ha. Đế này thì đế, cây này là cây gốc này là gốc mai sắn riêng á. Ở sắn riêng mà nhà vườn họ hết phôi rồi, giờ họ lấy cắt là họ ghép luôn nè. Họ cắt luôn cái sắn là ghép ha, nên mới có đầu cong kiểu này ha. Đó, anh em phải sắn là bao giờ mạnh hơn nha.
này không, ra đột là mạnh, bao mạnh luôn. Đó, cái này là cây sắn riêng họ lấy cắt ra thôi, ghép Sài Gòn luôn. Đó, gốc thì đẹp ha, gốc nhỏ mà là đẹp, có vỏ. Cây mai số 23 ha, 250 em bao ship ha. Tất cả là đều đồng giá nha, 250 em bao ship nha, bao luôn phí ship nha, bao phí ship toàn quốc, 250 bao phí ship. Đó, chị lấy cây 36 đẹp đi, cây 36 ok không, nó gốc nó quái không. Rồi cây này là cây mã số 25 nha, hoành 5 phân, cao 23, siêu bông bình lợi nha, cũng là 250 bao ship nha, bao ship toàn quốc 250 nha. Đây là cái giò trước có luôn nha, đây có cái giò trước nè, ở bên đây cũng dẫn có giò trước luôn này nha, hai giò hai bên ha. Đó, cái gốc này thì cực kỳ mau lớn nè, cái gốc nhỏ này em nuôi mà chừng giờ 1 năm lên cho bá rồi, thấy chưa? Đó, 1 năm là cho bá liền, hai gốc hai giò đầy đủ nha. Rồi tới cây tiếp theo của em là cây mã số 26 nha. À, cũng là cây siêu bông mình sợ lại nha. À, cho em xem cây 36 ok. Rồi em lấy cái 36 đây bình lại đây nè. Đó, cái đọt ra mập ú đu luôn ha. 3-4 đọt ra luôn ha. Đó, đây. Góc thì dày là chơi được rồi ha. Góc chuẩn môn sai luôn. Đó, cây này là cây mã số 326, hoành 6 phân, cao được 19 ha. Đó, cũng là 250 em bao ship lại nha, là siêu bông bình lại. Cái bình lại thì em ghi đấy chứ bình lại nha. Anh em về có vô chậu thì cũng nhớ ghi là cái chữ. Nhiều khi sao này mình lộn mình quên á. Này chị cái 36 này, 36 đẹp hơn nè ha. Khi nào có dạo dạo như ý chứ gì, chắc khoảng 1 tháng nữa. 1 tháng nữa mới có nhậu gì. Giờ họ người ta cũng đang ghép nè. Nói chung là phát triển rồi, mở bọc rồi. Nhưng mà điều nó chưa có được mạnh khỏe đó. Nên mình phải đợi cho nó ok rồi mình mới ha. Cây 36 tính nguyện. Không là họ không để cho chị Hạnh cao chị chốt. Rồi anh em nào chốt thì chốt, cho chung số thoại được, ai chốt cũng được. Rồi cây này là cây mã số 36 nha, siêu bông Sài Gòn ha, cũng là 250 bao ship ha. Ok, anh tính nguyện chút trước rồi. Rồi tới cây bình lại tiếp theo ha. Tiếp theo là cây mã số 27 ha. Đây cũng vẫn có giò trước nha anh em. Giò trước ok rồi, ok anh Tính Nguyễn ha. Đây tàn chi thì anh em khỏi lo ha. Nói chung là bao anh em mình phúc. Mấy cái tàn dưới này là không phải bị bồ chỉ nha, mà mấy cái công công này nè là do cái lúc mà người ta gỡ bọc ra nha. À, lúc này là lá gỡ bọc ra. Ra lá nằm trong bọc anh em. Thường thường ghép là mình phải chùm bọc á. Người ta gỡ bọc ra thì tại vì người ta để cho phát triển, chứ đúng ra mình sẽ lặt lá này ra cho nó thoáng cây ra cũng được, nói chung là không ảnh hưởng gì hết á. À, tại vì nó ra cái đọt này, nếu mà chưa ra những cái đọt này anh em phải để nha, đừng lặt nha, để cho nó quang hợp cái phôi. Còn bây giờ đã ra mạnh ok thì mình lặt ra nó sẽ thoáng hơn ha. Đó, lặt cái mấy lá ra nó sẽ thoáng cây hơn, là giờ nó sẽ phát triển mạnh hơn. Đây nó lặt ra sơ vậy nha, tại vì nhà vườn người ta làm số lượng nhiều á nên người ta đâu có thời gian người ta lặt như mình. Mình để đích mình lặt được ha. Rồi cây này là cây siêu bông bình lợi mã số 27 nha, hoành 6 phân, cao 25 ha. Rồi đem chốt cho anh Tính Nguyễn cái này. Anh Tính Nguyễn là cây mã số 26 ha. Anh em nào mà thích bình lại thì mốt cái ổ thích Sài Gòn kiểu góc kia này mốt lấy chứ. Sài Gòn thì nhiều. Tại chui anh tôi thấy bình lại đang hót nên chúng lấy bình lại chứ. 0907085553. À, cây lớn hơn. Em thì không có cây lớn hơn, chắc thì để ngày mốt cái gì em kiếm cây lớn hơn chứ. Nói chung là nó có lớn hơn mà gốc nó lớn hơn thôi, chứ tàn cành bây giờ của họ cũng cỡ này nha hả này. Giờ cũng bấm cái này thôi. Chứ cũng không có cây lớn hơn. Giờ người ta cũng bấm gọn hết. Ví dụ có cây lớn hơn là lớn hơn cỡ này nè chị. Có gì mà mốt em lấy chứ. Nè, ví dụ cây như cây này nè. Cái này được không? Mốt em lấy cỡ này cho nè. Đó cây tàn bự gì chứ. Nè gốc bự ha. Đó thì mốt em lấy cây bự gì chứ. Đây cây này cây này mốt em lựa cho mới mấy cây như vậy nè, bự vậy nè. Tại bây giờ đầu cuối năm họ bấm cành tàn là hết rồi, nói chung là họ bấm gọn là hết á, thì nó cũng không có ấy. Rồi em chốt cái 36 cho anh rồi anh Tính Nguyện. Đây cây 36 của anh Tính Nguyện em chốt rồi nè. Đâu rồi? Em chốt rồi, bên em chốt rồi cho anh Tính Nguyện rồi nè. Đây 36 của anh Tính Nguyện ha, chốt rồi ha. Rồi tới cây bình lợi tiếp theo của em là cây mã số 28 nha. À, em like cây này nữa là cây cuối cùng này em cũng xuống like quá. À, cây này là cây mã số 28, cũng là cây siêu bông bình lợi ha. À, hoành 5 phân, cao 23 ha. Rồi bữa nay em có nhiều cây đó thôi. Em cũng hết cây rồi. Hẹn anh em mình ngày mốt đi ha. Mốt thì
À, để chúng lấy một mớ siêu ôm Sài Gòn một bự cho. Nói chung là chúng lên đây thì like, thì nói chung là cái loại nào mà cảm thấy anh em chút nhiều nhiều thì chúng lấy cái gì like thôi. Tại hôm nay anh em chút Sài Gòn bình lại nhiều quá nên lấy bình lại cho mình cây như vậy. Ok anh hãy hạ dạ dạ rồi. À, có gì chút thì chỉ các bạn qua Zalo em ấy, có gì mốt em lựa lấy cho mấy cây. Mấy cái đầu của em nãy làm toàn là mấy cái bự không á chứ. Cái sao nhỏ nhỏ. Cái đầu toàn cái bự không? Cái sao thì bán gốc. À, cây to đó. Cây đó thì có lấy rồi anh, cây đó người ta lấy rồi. Cũng là giá 2,5 em bao ship à. Nhưng mà có người lấy rồi. Mấy cây đó cái đầu tiên là của anh cây đầu tiên là của ai tí chốt ta? Cây đầu tiên là của anh Tấn Tấn trai chốt, anh Tấn chốt rồi. Của anh Tấn chốt rồi. Nè, giờ em còn cái cây này nè. Cây này cũng ok mà. Rồi, Sài Gòn em thì em còn cái bự, còn có cây này bự nè. Yeah. Rồi thôi chắc em cũng xuống like nha. Em sẽ hẹn anh em mình ngày mốt ha. Rồi, chung xuống like chung đi dọn mớ vườn của chung. Quay sau vườn quá trời đất sau vườn. Để lum tum tà lén. À, gồm nhục bãi có to chị hành cao chốt cái đó cái này hả. Ok cái này cũng được chứ bao không. Rồi chốt vào cho em số điện thoại luôn, tất cả là đều 250 em bao ship ha, bao ship toàn quốc ha. Cho anh thổi cho một lần năm số chị, năm lần năm số nó mới ra. À, xuống vườn tham quan vườn em giờ nó tùm lum hết anh, giờ nó nằm y như cái bãi chiến trường nên em mới xuống em dọn sớm gì đó, giờ nằm y như một cái bãi chiến trường. Giờ nó nằm như một cái bãi chiến trường luôn mà. Xuống anh em cười chết. Đây đi cho anh em xem vườn ha. Vườn trong này lúc rồi kìa. Nói chung là ska xa đó. Bây giờ nằm y cái bãi chiến trường này. Một bãi chiến trường, hơn bãi chiến trường nhiều. Em dọn là từ lưa hết. Nói chung là đồ là cây để ngay cửa lên xuống. À cái cây đó là cây cúc hoa hồng Thanh Tú anh. Cái này thì nè. Còn cây bên kia anh em chút rồi. Nè, cây ngang cửa là cây cúc hoa hồng Thanh Tú đó. Nhưng mà cây này nó bị lỗi rồi. Em nãy em đem lên em tính quay á mà nó bị cái lỗi nè ha. Nè, cúc hoa hồng Thanh Tú này mà bị lỗi khô nè ha. Nên em không quay chứ. Ở nói chung là em lấy lúc bị lỗi nha nè. Nè, lấy nào, lấy gì bị lỗi nguyên cái rải này luôn nè. Nè, rải này khô luôn ha. Lỗi còn có cái rễ trên nè. Nguyên một lỗi khô rang hết rồi. Cúc của hồng Thanh Tú ha. Mình bị lỗi đó. Nên em không có like. Còn mấy cái này thì anh em chút rồi. Sài Gòn phải. Dạ cái đó là Sài Gòn vậy. Sài Gòn. Siêu bông Sài Gòn. Ok em thấy số điện thoại của anh Tăng này nha. À, siêu bông thì Sài Gòn chị. Còn mấy chút gì nhắn tin qua số này cho em nè. Nhắn tin qua địa chỉ qua dù giùm em luôn. 0918970606. Em bao chuẩn là Sài Gòn của chú Sáu nha. Nên em khỏi lo ha. Em bấm giấy cho chị cái mai cái gì em chị nhắn tin qua cho em. Chị Hạnh Cao ha. Ok. Mai bấm mai gửi tin nhắn qua cho em nha. Siêu bông Sài Gòn của chú Sáu nha. Đây vườn em giờ nó tùm lum như đây nè. Cho anh em xem vườn nè, vườn giờ nó. Quên á, em còn đây cái bình lại còn sót dưới nè, anh em nào chốt không? Nãy chúng lấy gì mà còn sót cây đây. Chán rồi chứ.
bình loại gì mà lấy còn đây còn cái bình loại nha. Nè. Em còn đây cây là cây siêu bông bình loại gốc cũng đẹp lắm nè. Như tàn kia ha. Cây này là cây mã số 77 ha. Đây. Siêu bông bình loại ha. Đây cây này. Đế thì đẹp, đế đẹp, tàn chi đẹp mà nè. Tàn chi tròn ha. À, anh Tính Nguyễn hả? Anh Tính Nguyễn là gặp đơn Sài Gòn hả? Gặp gì anh Tính Nguyễn? Gặp Sài Gòn hả? Gặp cái gì? Hay gặp bình lại? Anh gặp anh lấy cái bình lại này đẹp nè. Cái bình lại này góc nhỏ thôi chứ anh lại gặp cái bình lại này cho đẹp nè. Nè anh thấy cái góc nó nhỏ nè anh Tính Nguyễn. Góc nó nhỏ hơn nhưng mà đều bụi đế nè ha. Đó bụi đế, nói chung là đế này giò hai giò trước này mốt năng lên đẹp lắm nha. Nè. Đó, hai giò trước này đầy đủ nè nha. Đó năng lên là ok nè ha. Năng lên thì bao đẹp luôn à. Thấy chưa? Góc này nhỏ xíu thôi, cành tàn này ha. Cành tàn thì ra cực kỳ sung rồi, đang ra láo quá trời nè ha. Nói chung là mấy cái này là người ta mới bổ phân nè, cái lô này thì bà chị mới bổ phân. Còn cái lô giờ vườn em này em chưa bổ phân, nó chưa ra lá non á. Tại vì em đang dọn vườn á, em dọn xong em mới bỏ lần một. Nói chung là bây giờ còn sớm mà, đợi em canh mình canh anh em mình cứ canh vô cho nó vừa xuống mưa, cái là anh em mình bỏ phân vô là nó sẽ lướt luôn, nó vượt luôn thì nó sẽ đẹp, cây nó sẽ phát triển mạnh hơn. Nên em ở đây năm nào em cũng vậy, nói chung em canh xuống mưa. Này chị gọi anh Tính gặp cái này đẹp nè, Tính. Cái này đế này sau này đẹp lắm nè, thấy không? Đó, cái đồ công ok chưa? Anh gặp cái bình lại đây nè, cho đẹp nè. À, cái đó hôm nay lấy cái này cho mạnh nè, đó em còn hai cái bình lại này đẹp nè. Bình lại thì bông đẹp lắm anh, bông nói chung là bông phơi lắm. Bông thì khỏi chơi ha. Còn hai cái này đẹp thôi. Chỉ dưới vườn em giờ cũng hết cây à. Ok. À, vậy lấy cái này ha, cái bình đại này cho đẹp ha. Cái này thì đẹp hơn. Cái công công này thì ok cái kia. Em gặp đơn cho anh nha. Cái vườn em giờ, để em xuống vườn cho anh em coi này, giờ nó y bảy xuống trường chứ. Chúng chưa có dọn gì hết. Chúng là từ Tết giờ cứ lo ba cái mai tàn. Làm riết không có. Giờ nó để lộn xộn sàn ngầu hết, nằm từ lưa tùm lum hết. Anh Tính Nguyễn gặp đơn. Bình lại thì nó phát triển mạnh hơn Tính Nguyễn. Bình lại nó ok. Bình lại bây giờ đa số người ta bình lại thì anh ấy mới ghép đây mà nó mới ghép đây giờ phát triển ghê hơn mình Sài Gòn nhiều. Nhưng mà bông bình lại bông nào bông đẹp, nói chung là mỗi người thì sẽ thích mỗi giống thôi. Nhưng mà giờ giống nó hot thì em thấy bình lại trên mạng anh em chơi nhiều thì em cũng làm nhiều á. Nên bây giờ nhà vườn người ta làm mình lại mà em thấy cảm thấy mình lại nó phát triển mạnh hơn. Tại vì cái lá nó bự hơn. Nó bự thì chắc như nó mạnh hơn. Mà loại nào cũng vậy, hồi xưa lúc cái Sài Gòn mới ra mạnh cực kỳ không. Đó, như cái Sài Gòn ra thì giờ họ ta bỏ cái dạo dạo Thủ Đức luôn rồi. À, tại vì dạo Thủ Đức nó phát triển chậm hơn á. Rồi ok anh. Nên bây giờ người ta lại đây cái vàng này là vàng của anh em gửi đấy ha. Anh em gửi đây nè. Còn cây cúc chùm này của ai ta? Cúc chùm này của cúc chùm này là của ai quên tiêu mới nhớ nè. Không biết có cây như vậy giống cây này giống cây của anh Vương Minh hay của ai ta? Anh Vương Minh, cái cúc chùm của anh Vương Minh này. Anh Vương Minh nè. Nè anh Vương Minh, cây cúc chùm của anh này nha. Nè đang ra lá non ok, bị bộ chỉ à. Mai em gửi cây này đem lên vườn, mai em gửi em quên ha. Đa lúa là non ok hết rồi. Nhưng mà nè, cái này mới xịt thuốc rồi, khỏi lo nha. Xịt qua. Con Vương Minh này nha. Cúc chùm. Rồi em còn đây cây cúc chùm nè. Cây cúc chùm này của ai ta? Chùm này chắc còn sót lại nha. Anh em nào bấm like còn lại nè. Cúc chùm ha. Em còn đây cây cúc chùm nè. Mã số 30 nè ha. Cúc chùm.
cúc chùm của Bình Định nha. Đây vườn của em nè, anh em thấy nè, nè linh láng gì đó ha. Này, cổ cây của anh em gửi còn để từ lơ tùm lum hết. Nói chung là bấm là cái lớp lô bấm lô hông lô còn lô tùm lum hết. Đây Bình Lợi thì bữa hôm mới ghép này nè, mới ghép này nay phát triển nè ha. Mới ghép mình cũng ba bo nè, dấu ghép này còn chưa gỡ keo nè. Mà phát triển cái này nè ha. Còn vườn bên đây thì để tùm lum. Đó, còn cây Bình Lợi này Bình Lợi nái giống của em hôm mới mua gì đây. Đó, còn dàn cái vườn này thì em mới bấm, nói chung là chưa dọn, chưa thấy giá thể, chưa làm hết rồi. Rồi em đã giờ nhà nhập mới lúc mai mới mai này mới nhỏ này về. Mai tàn rồi nhập mới mai này. Mai gốc hình thú ha. Đây mới có thú nhiều nha. Đó, quá trời. Yeah, quá trời gốc ha. Rồi cái vàng ngoài đây thì em trồng rồi. Đó, cái này thì em cũng ghép Bình Lợi rồi. Ghép Bình Lợi đây ha. Còn cái vàng này vàng cây bấm trước Tết. Đây, này nó ra tàn thì sửa chỉ tàn lại rồi. Đây là mai tàn đấy bán Tết. Nói chung là cái lô này lô mai tàn, lô này trong đây là lô đa số lô khách gửi nhiều. Đó, như mà như tên rồi ha. Đa số là khách gửi thành lập. Rồi chị Linh đó, là tàn, nói chung là đa số anh em gửi nhiều, lô này là trong lô trong vàng này là vàng anh em gửi không. Đây. Đó, cái khu này là khu mai gửi nha. Đó, em thì thời gian này em mới đang làm mấy cái chậu này nè, xong xuôi chậu của người ta hết. Nhưng mà cũng chơi em chưa bón phân, chưa làm hết, nói chung là chưa đụng hết nha. Đợi cho nó xuống mưa. Mà rồi mới ok rồi, cái lô này là thì lô sau này, lô này mới nhập về. Đây, mới nhập về thì mới trồng mới ra tược ha. Mới ra tược đang cũng về. Đó, còn lô trong kia cái là nhà nhập về mà trồng nó bị yếu để mỗi trong cốc mít giấu. Đó, người ta trồng mai thì người ta có nhà làm nhà lưới đồ sẵn á. Người ta trồng luôn trong mát, thì khi nào mà nắng người ta khi nào nó phát triển ngon lành người ta mới đem ra ngoài nắng. Còn của em thì ở đây em không có làm nhà lưới. Em đem về làm buốt luôn ngoài nắng luôn, cây nào yếu thì đem vô. Đó, đem vô thì nó phục hồi là đem ra tiếp. Đó, đây là vàng, này là vàng tàn của em. Nói chung là tàn của em thì đợt này năm rồi thì em làm 200, năm nay làm tới 300 chậu. 300 rưỡi gì đó. Nói chung là cũng hơi gửi nó chắc phải 300 rưỡi. Nên của mình em, nói chung là vàng này là vàng mình của em, mình em làm đây. Đó, thì nó đang ra đọt non hết để cứ như vậy thôi, cũng chưa phân bón hết. Cứ để cho ra cho nó tùm hết đi. Đây, đó. Cứ để ra cho tùm hết em. Okay, rồi xong hết rồi mình mới tính tiếp. Đó, cây nào mạnh thì nó sẽ ra nhiều. Còn cây nào yếu thì sẽ rít. Ngủ hôm qua khi mới bị bệnh thì mới xịt sơ thuốc bệnh thôi. Xịt xanh, đó, xịt ra cái hàng ấy đây. Đó, thì xịt cái gì? Chưa bổ phân nha em. Chưa bổ phân mình con dược cỡ này nè. Đó, tại vì mình canh chăm sóc mai thì em cứ dặn canh nha. Đó, còn khu quầy đây trống thì sắp tới sửa tới quầy rào rồi. Thì năm nay em làm ra tới đây luôn rồi. Hết rồi. Đó, đi, nếu đi mình đi cũng thăm thẳm ha. Đây, cây nào thì nó ra trước rồi, nó ra đọt bự quá thì phải uống kẽm sơ là chịu về đây. Đó, chứ mấy nó gãi ha. Đây, uống sơ là chịu hết rồi ha. Để nó gãi cái mầm mấy mầm này cái là xong. Nè, uống chịu là hết rồi. Đó. Mùa này nó chưa mưa, nó nắng lắm anh em. Nắng, lá nó nheo luôn. Nắng lắm, đây dưới này cũng bị phần bộ chỉ nè ha. Này bị nè ha. Đó, tại vì nó chưa xuống mưa nên dưới nói chung là trồng mai thì nên em cứ kêu anh em xịt thuốc, còn em đây là em lỡ ngán xịt thuốc. Nói chung là mình trồng mai thì em không quan trọng là lá nó bệnh nhiều bệnh ít, mình chỉ quan trọng là ít thôi, nhưng mình xịt nhiều quá thì mình chết. Chứ cái mai nó không sao nè, như cái lá này trong nó bị nè ha. Ở khu ngoài em xịt thì nó hết rồi nè ha. Đây nó hết ha. Đó, mình cứ xịt thuốc là nó hết thôi. Đơn giản đâu gì đâu, mình cứ từ đừng gấp ha. Rồi thôi em cũng xuống like luôn ha, em chúc tất cả anh chị em mình có giấc ngủ thật là ngon ha. Cảm ơn anh chị em mình đã xem và ủng hộ ha. Lô này thì em đang dọn vô để giờ để trống ra. Hồi xưa thì trồng nó thưa vậy nè. Nhưng mà khu lại sau này nó hết chỗ trồng là phải giờ khích lại cái dưới kia nên mới đem được cái lô mai kia ra. Chứ giờ nó trống được khu này cái đem mới đem mới mai kia ra. Chứ còn ở trong đây thì nó cũng đầy nhóc hết rồi. Qua tới bên đây nói chung là trồng chỗ nào cũng có cây. Năm nay thì em trồng nó hơi rộng, khúc này trồng rộng nên chưa giờ lại nó sẽ rộng ha. Mình sẽ trồng khích lại xíu. Đó, còn là cái khu này, lô này là lô chưa dọn nè. Chưa thay giá thải, chưa bấm cành tàn gì, chưa làm hết. Nên có nhiều anh em hô là bước qua tháng 3 rồi mà chưa bấm cành tàn là chảy. Nói chung là cũng không chảy đâu, do tầm năm nay mưa chảy đó. Thì mình cứ chăm canh sao cho vừa mưa xuống mình bấm là nó vừa lú cành tàn là ok rồi. Là nó phát triển cây thôi, chứ không cần phải bấm sớm làm gì. Bấm sớm thì nhà vườn người ta
dù anh em mình bấm, anh em mình nhà nuôi thì nó không ấy, còn như nhà vườn người ta nuôi từ tháng 4 cho tới tháng 7 ha, từ tháng 4 cho tới giữa tháng 8 thì cũng cành tàn cũng đã ra cả mét cành tàn rồi. Đối với cây mai tàn thì nó ra cũng cả mét rồi, thì mình cũng bấm hai trong đó, mình bấm được 2-3 lần rồi thì nó cũng là ok, thì đâu cần phải rồi ok. Dạ rồi ok chị, thì mình cũng đâu cần phải làm sớm đâu, nên anh em cũng khỏi cần lo ha. Rồi thôi em cũng xuống like nha, chúc anh em ngủ thật là ngon ha. Cảm ơn anh chị em mình xem và ủng hộ ha.